Đây là con cá dầm dìa này. Đó. Đây. Đây là to, là nhỏ đây. Nay đầu mùa nó đang nhỏ. Cá này trong miền Nam gọi cá cá kinh mày nè. Ừ, đúng đó, đúng đó, cái linh kình. Là linh kình đúng rồi. Này anh gì? Cá dầm gì? Có nơi gọi. Đúng rồi, cá linh kình. Đúng 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 đúng. Linh kình à, chứ không phải cá cá kinh à. Đây. Cá này nó kinh nó ngon lắm mày. Nấu rán lên rồi nấu canh chua. Nấu canh chua. Còn có thì rán không bong thịt chơi chứ nè. Xương nó ra bong ra dễ lắm. Cái cá đây là cá bét ngày xưa không có mấy người ăn luôn đây nè. Hay như có con lên lại thấy con này có chục hình chấm 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 trắng chấm trắng đấy. Có nơi chấm chấm vàng à sao rồi, rồi có nơi hơi vàng vàng à, đúng rồi. Nấu canh thấy người ta nấu canh canh chua nhiều đúng không? Ừ, canh chua rồi rán lên rồi là chấm tương ớt ăn hăng bông thịt cha liền dễ ghẻ lắm. Xương liền xương thịt liền thịt. Ăn béo không mẹ? Béo, cá này là béo. Nghe miền Nam có vẻ là trong chuột hăng tanh mừng sạch chuột à, họ ăn gỏi đó không? Không, cá này không bao giờ ăn gỏi được, tanh lắm. Không phải nghe chi nữa ăn gỏi đó. Không tanh lắm không? Tanh, cá này tanh không ăn gỏi được. Mà ăn gỏi cá này đó. Chỉ nấu canh chua với rán thôi. Ừ, hai có hai món thôi. Sốt cà chua được không? Ừ, sốt cà chua. Rán thì nấu sốt cà chua. Thế thôi. Cá này mày lấy về sáng đó bà. Mới lấy về mà. Con này nhìn sáng màu đẹp này. Sáng màu là con cứng là con đang tươi tợn. Ừ. Con đây cũng sáng màu hơn rồi. Con đây sáng. Có nó to vậy đẹp đi, hình đẹp này. Con thì nó có vàng.